chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay là số phát sóng đầu tiên của chương trình Việt Nam Tôi. Và Thanh Thao rất vui và hạnh phúc khi mà được cùng với chương trình trải nghiệm các chuyến hành trình trên khắp các vùng miền của Việt Nam. Và qua đó là cũng mong muốn chuyển tải đến quý khán giả xem đài những hình ảnh đẹp, những thông tin bổ ích về du lịch nước nhà. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Thanh Thao trải nghiệm chuyến hành trình đầu tiên của Việt Nam Tôi. Một chuyến du lịch trong ngày đến với huyện Củ Chi quý vị nhé. Nằm giữa sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông, với lợi thế về thiên nhiên và bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng, Củ Chi có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch tham quan, tìm hiểu lịch sử. Các khu du lịch sinh thái ở huyện Củ Chi phần lớn hoạt động theo mô hình du lịch xanh, kết hợp những tài nguyên từ nông nghiệp và văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, tạo nên nét đặc thù riêng của địa phương. Những địa điểm du lịch ở Củ Chi không đơn thuần chỉ là mang đến cho khách du lịch không gian vui chơi, thư giãn, mà nó còn kèm theo những kiến thức về giáo dục, những bài học về tinh thần đoàn kết, những tư liệu ý nghĩa về lịch sử dân tộc. Một chuyến du lịch trong ngày đến với Củ Chi chắc chắn sẽ để lại trong lòng du khách những trải nghiệm khó quên. Hiện tại thì Thanh Thao đang có mặt tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và là một trong 6 công trình nhân tạo nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Với ý nghĩa lịch sử, văn hóa, kiến trúc và sự sáng tạo thì nơi đây đã trở thành một điểm đến thu hút rất lớn sự tham quan của du khách trong nước và quốc tế và lọt vào top 7 điểm đến kỳ lạ tại Đông Nam Á. Địa đạo Củ Chi là cách gọi chung của hệ thống địa đạo khác nhau, được hình thành từ khoảng thời gian năm 1946 đến năm 1948 trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Thời gian này, quân dân hai xã Tân Phú Trung và Phước Vịnh An đã đào những đoạn hầm ngắn, cấu trúc đơn giản để dùng ẩn nấp, cất giấu tài liệu, vũ khí. Ban đầu, mỗi ngôi làng đều có một hầm căn cứ riêng. Sau đó người dân đã kết nối với nhau để thuận lợi cho quá trình liên lạc từ giai đoạn năm 1961 đến năm 1965. Căn cứ hiện tại đã liên kết 6 xã phía Bắc địa đạo với nhau, có tổng chiều dài lên tới 250 km, gồm 3 tầng sâu khác nhau, trong đó tầng sâu nhất cách mặt đất lên đến 12 mét. Bên ngoài địa đạo được trang bị nhiều hố đinh, hầm chuông, bình để đảm bảo an toàn. Bên trong địa đạo quân sự vẫn có thể dễ dàng liên lạc, che giấu lực lượng, vũ khí và họp bàn những kế hoạch cách mạng. Xin giới thiệu với đoàn mình, hôm đây là khoai mì hấp, ăn và kèm với muối đậu. Trong chiến tranh thì đây là cái món ăn mà người dân của mình sử dụng trong chiến tranh, bởi vì thiếu những cái lương thực như là gạo thì mình phải ăn thêm cái khoai mì. Thì bây giờ nó có thêm cái muối mè, muối đậu. Mình ăn khoai mì này mình hấp, sau đó mình chấm với muối đậu ha. Dạ vâng, và trước khi đến với khu vực tiếp theo là khu tái hiện vùng giải phóng thì xin mời quý vị cùng với Thanh Thao xem qua một vài hình ảnh từ sa bàn và từ video 3D tái hiện lại trận càn Xê-rơ-phôn diễn ra vào năm 1967 để có thể cảm nhận rõ hơn sự tàn khốc của cuộc chiến. Rồi đây các bạn đang đứng ở một cái vùng trắng Củ Chi. Dạ. Đây là giai đoạn 1969-1972, hàng trăm ngàn tấn bom chất độc hóa học và quân đội Mỹ rải vào Củ Chi, tàn phá không còn sự sống. Dạ. Nhưng quân và dân Củ Chi vẫn bám trụ kiên cường dưới lòng đất và chiến đấu. Ở trên mặt đất hầu như mọi sinh hoạt không thể tồn tại, nhưng điều kỳ diệu thay được đường cách mạng ta vẫn bám trụ kiên cường. Dạ. Và giai đoạn này thì các bạn cũng biết là cuối năm 1972, đầu tháng Giêng năm 73, Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris và kết thúc cuộc chiến tranh. Dạ. Thì cái không gian này hiện nay được tái hiện là quang cảnh xe tăng cháy, trâu bò chết của người dân Củ Chi cũng như là những hố bom.
tưởng xây dựng khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi được lãnh đạo thành phố chấp thuận và chỉ đạo thực hiện từ năm 1998 và hoàn thành vào năm 2003. Nơi đây tái hiện lại kiến trúc nhà cửa, cuộc sống, sinh hoạt, chiến đấu của quân và dân Củ Chi trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1972. Đến đây, mọi người sẽ có được một cảm nhận rất thực như được sống trong khung cảnh xưa với những hình ảnh về cuộc sống, chiến đấu, lao động, học tập và sinh hoạt của người dân và các cán bộ, chiến sĩ du kích hoạt động trong vùng giải phóng Củ Chi. Cảm nhận tinh thần quật khởi của quân dân Củ Chi trong cuộc chiến đấu giữ gìn mảnh đất quê hương với một tinh thần lạc quan vào sự thắng lợi tất yếu của cách mạng. Dạ vâng, vừa được tham quan lại vừa được học những bài học lịch sử vô cùng ý nghĩa. Thật là thú vị phải không ạ? Nhưng mà thời gian không còn nhiều nên là Thanh Thao cũng không đi được hết các khu trong địa đạo Củ Chi. Nhưng mà trước khi tạm biệt nơi này thì quý vị cùng Thanh Thao trải nghiệm một vài trò chơi tại đây nhé. Mảnh đất hoang tàn, đầy những vết tích của chiến tranh. Củ Chi ngày nay đã vững vàng trong tư thế mới, tư thế hội nhập và phát triển, là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam với nét đẹp về văn hóa truyền thống, lịch sử hào hùng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và rất nhiều những sản phẩm đặc trưng. Bầu không khí trong lành, thích đi đến những nơi có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Vậy một chuyến du lịch xanh sẽ rất phù hợp với bạn đấy. Nhưng như thế nào mới là du lịch xanh đúng nghĩa nhỉ? Có đơn giản chỉ là đi đến những nơi có phong cảnh đẹp, nhiều cây xanh, những bãi biển thơ mộng hay cao nguyên lộng gió? Những lời kêu cứu từ môi trường, từ thiên nhiên có đang làm bạn suy nghĩ và có đang tác động đến thói quen sinh hoạt hàng ngày của bạn? Những câu hỏi mà mỗi người có lẽ sẽ nên trả lời với chính bản thân mình. Còn đây là tiêu chí của Linh khi đi du lịch. Mang theo bình giữ nhiệt để tránh phải sử dụng chai nhựa. Mang theo bàn chải đánh răng cá nhân để không phải sử dụng bàn chải một lần tại khách sạn. Nói không với vật dụng sử dụng một lần để giảm thiểu được rác thải môi trường. Take only picture, leave only footprint. Và một điều nữa luôn nằm trong kim chỉ nam của Linh khi đi du lịch, đó là ưu tiên lựa chọn những khách sạn thân thiện với môi trường. Khách sạn Amanaki, một địa điểm lưu trú mà khá đông bạn bè của mình lựa chọn làm điểm đến khi ghé thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ bởi nơi đây có vị trí thuận lợi, không gian nghỉ dưỡng lý tưởng với nhiều dịch vụ tiện ích cho du khách như phòng nghỉ dưỡng sang trọng và tao nhã, nhà hàng với phong cách ẩm thực đương đại, hồ bơi trong nhà lý tưởng. Nhưng điểm mà mình muốn nhấn mạnh hôm nay là cách vận hành khách sạn ở đây theo tiêu chí có nhận thức về phát triển bền vững đối với môi trường. Tiêu chí vận hành của Amanaki là tích cực sử dụng vật liệu theo trình tự, giảm thiểu, tái sử dụng, sửa chữa, tái chế.
cân nhắc sử dụng vật dụng có chất liệu tự nhiên như tre, trúc, gỗ, vải sợi tự nhiên. Chất tẩy rửa hữu cơ, các sản phẩm giúp giảm thiểu tác hại đến môi trường như túi đựng rác phân hủy sinh học, hộp giấy hoặc hộp bã mía, bàn chải tre, v.v. Chúng tôi hướng đến việc trở thành thương hiệu góp phần nâng cao ý thức về việc phát triển bền vững trong lĩnh vực khách sạn tại Việt Nam. Amanaki luôn tin rằng giá trị cốt lõi của công ty luôn dựa trên ba yếu tố, đó chính là yếu tố về văn hóa và nghệ thuật. Tiếp đến là cái tinh thần hợp tác và cởi mở sẽ mở ra những cơ hội học hỏi mới để chúng tôi có thể phát triển hơn về mặt công nghệ tái chế, những phương pháp tái chế mới của thế giới. Tiếp đến là giá trị phát triển bền vững, giảm thiểu tối đa những thứ liên quan đến môi trường. Hơn 70% đồ nội thất trong tòa nhà của Amanaki được tái chế từ nguồn gỗ thu mua lại từ các nhà cổ ở miền Tây Nam Bộ. Việc tái chế lại các món đồ đã qua sử dụng không chỉ giảm thiểu gánh nặng cho môi trường mà nó còn mang lại những món đồ dùng có công năng mới, hơi thở mới. Khách sạn cũng luôn khuyến khích nhân viên hạn chế in ấn và cố gắng sử dụng giấy tái chế, đồng thời chú trọng vào việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong các không gian chính của tòa nhà, hạn chế lãng phí và sử dụng hợp lý nguồn nước, và cũng hết sức chú trọng vào công tác phân loại rác thải. Như là Linh thấy đây là một cái chén bát được sử dụng bằng vỏ chấu, tre dừa và sơ dừa. Đây là một cái dụng cụ tái chế và nó cũng tạm gọi là một cái bước tiến trong cái việc giảm thiểu cái rác thải và reduce và recycle theo định hướng. Thì cái thử thách lớn nhất chúng tôi nghĩ đến chính là vấn đề là nằm ở con người, chứ vấn đề không nằm ở cái vật dụng mà mình sử dụng. Tại vì ngay cả bản thân nhựa hoặc là những cái vật liệu khác nó không có lỗi gì. Thật ra là lỗi là do cách sử dụng và hành vi sử dụng. Có thể nhận thấy tái chế mà nó có gì ngon, có gì hot. Soda chanh. Lần đầu tiên bảy ấp soda chanh mới chứa nước ép chanh thật. Soda chanh. Tươi ngon quá đã, không calo. Bảy ấp soda chanh mới chứa nước ép chanh thật, tươi ngon sảng khoái. Nó cũng tạm gọi là một cái bước tiến trong cái việc giảm thiểu cái rác thải và reduce và recycle theo định hướng. Thì cái thử thách lớn nhất chúng tôi nghĩ đến chính là vấn đề là nằm ở con người, chứ vấn đề không nằm ở cái vật dụng mà mình sử dụng. Tại vì ngay cả bản thân nhựa hoặc là những cái vật liệu khác nó không có lỗi gì. Thật ra là lỗi là do cách sử dụng và hành vi sử dụng. Có thể nhận thấy rất rõ nét giá trị bền vững mà Amanaki hướng đến qua công tác vận hành và những hoạt động thường niên của khách sạn, những buổi triển lãm về văn hóa nghệ thuật với nhiều đề tài khác nhau thường xuyên được Amanaki phối hợp tổ chức, là không gian thưởng lãm, truyền cảm hứng và mang theo những thông điệp đầy ý nghĩa về giữ gìn và giới thiệu văn hóa truyền thống. Cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến chúng ta nghĩ nhiều hơn về lối sống bền vững, những định hướng phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng thân thiện môi trường và trải nghiệm văn hóa đang được lan tỏa ngày càng rộng rãi. Câu chuyện bền vững qua việc khởi tạo tài nguyên bằng các hoạt động tái chế rác thải, biết trân trọng thiên nhiên, làm cho sản phẩm hàm chứa giá trị nhân văn từ việc hạn chế can thiệp và cưỡng bức tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống bản địa. Đây là những món đồ mà bên Amanaki đã sưu tập. Ví dụ như đây là gốm Biên Hòa và những cái làng gốm của Việt Nam, hoặc là những cái món đồ cổ này cũng được bên Amanaki tận dụng lại để làm vật trang trí và decor trong cái khuôn viên của khách sạn.
đây, ví dụ như đây là món đồ cổ sưu tầm rất là nhiều. Ngay cả những cái khuôn bánh tưởng chừng như là nó đã bị hư hại rất là nhiều, nhưng mà thường thì mọi người sẽ vứt nó đi, nhưng mà đối với định hướng của Amanaki thì chúng ta có thể sử dụng lại như một cái món decor, như là một cái nơi lưu giữ những cái kỷ niệm của mình đó. Cảm ơn anh với những thông tin chia sẻ đầy thú vị vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến với quý vị thông qua câu chuyện du lịch kỳ này là hãy nghĩ xanh và bắt tay hành động để cùng hướng đến sự phát triển bền vững.